Em nhận phục hồi lốc số cho anh em nha. Anh em ở gần thì mang tới em, anh em ở xa thì chuyển qua đường bưu điện giúp em như ông khách này đây. Đây để em xem coi ông khách này ông ở đâu. Không thấy cái địa chỉ của ông. Bây giờ em sẽ mở lên. Anh nhận phục hồi lốc số nha. Anh em nào có ở gần thì mang tới em, anh em ở xa chuyển qua đường bưu điện giúp em. Này. Ông khách này ở Thanh Hóa. Số điện thoại đây. Anh em nào ở xa cứ chuyển qua đường bưu điện giúp em. Anh em nào ở gần thì mang tới em nha. Hân hạnh được phục vụ phục hồi lốc số. Đây ông gửi lốc số này nè. Nội dung đây. Hộp số và ông gửi bằng đường bưu điện. Anh em cứ em mang ra đường bưu điện là bưu điện ta sẽ nhận hết cho anh em. Anh em ở xa thì mang qua đường bưu điện nha. Anh em nào ở gần thì chuyển qua tới em. Đây, hai cái lốc số ông khách ông nhờ phục hồi. Lốc số này của máy gặt DC 70. Anh em ở xa thì chuyển qua đường bưu điện giúp em nha. Anh em nào ở gần thì mang tới em. Đây ông khách ông nhờ phục hồi mấy cái OB này đây. OB đây. Đây OB ở đây. OB nhung chuyền còn. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ. Này có khách đây. Okay.